Thì hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu mạch CS867BE có livestream DSP lập trình chống hú ha. Có nguồn sung, có chỉnh bass tape micro ha. Đây, mẫu mạch đây. Ok chưa? Mẫu mạch mới ha. Nè, bass tape, echo microphone, mic bass, mic tape, guitar, cổng guitar, guitar von, mic 1, mic 2. Đây là tầng chỉnh livestream. Line A, line B. Line A cắm iPhone, line B cắm iPad. C mic là cắm micro jack 3.5. Monitor là tai nghe. Công tắc on off là dùng để mình tắt cổng micro. Volume monitor đó là volume chỉnh âm lượng tai nghe. Ok chưa? Ở đây có công tắc led, công tắc power, nguồn sung. Thì đối với cái mẫu mạch này CS867BE này, DSP lập trình chống hú này, thì nó có công suất là 130W, nó cho phép mình tải loa 3 tắc đơn hoặc là 2.5 tắc đôi. Với 3 tắc đơn thì nó sẽ sử dụng loại loa công suất mạnh hơn. Đây con 38 ha, từ 140, công suất từ 80W đến tối đa 120W ha, rất mạnh ha. Ok, đây là gì một cái dòng mạch thế hệ mới bên mình, là nó có chống hú ha. Thì khi chống hú thì nó có nhiều cái ưu thế rất lớn, nó bảo vệ lo chép nè, lo chung nè, không bị cháy hư lo ha. Điều quan trọng nhất là khi mình ngồi ca gần lo thì nó không bị hú đít gây ảnh hưởng tới thiết bị và người ca ha. Người ca thì tiếng rít nó rất khó chịu ha. Ok, đây dòng mạch ha. Thì ở bên trong ba mạch á, nó có chỗ lắp micro không dây, ngõ ra 5V, cho phép mình lắp micro 5V hoặc 8V đều được. Đây, ok, mình đang lắp micro 8V đây, hoạt động ok bình thường. Ok, có chỗ lắp đèn led nhét theo nhạc 12V, công tắc led trên mặt đây. Đây là IC CS867BE dưới miếng nhôm tản nhiệt ha, dưới miếng nhôm tản nhiệt. Đây là khói live stream. Đây là nguồn sung. Nguồn sung đủ dòng cho phép mình chạy độc lập điện 220 luôn. Ok chưa? Vậy mình tiến hành test micro, tiếng micro thôi có mượt không ha. Đối với cái dòng này thì có phần chỉnh mic bass, mic chép. Tiếng ca nó tốt hơn nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, thì cái dòng này có nó là DSP lập trình chống hú. Đây, mình thử cái phần chống hú cho các anh em xem. Đó, khi dí thẳng vô loa mình nó cái tiếng kêu như thế này, nó gọi là chống hú ha. Còn nếu không có chống hú là nó rít một cái, tắt nguồn ngay. Đây, đây gọi là chống hú. Thì lo chép lúc này mình lỡ may mà có hú ngồi gần lo luôn, chí thẳng luôn thì nó cũng không sợ hư lo. Đó là cái ưu thế rất lớn của chống hú. Gầm thử lại tiếng ca micro ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì đối với cái dòng này, cái tiếng ca nó rất là mượt ha, rất là trong. Đó, nếu mình giảm echo là nó gần giống tiếng reverb luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để lên chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, thì đối với mình đang kết nối với loa 3 tắc nè. Thì mình sẽ tiến hành kết nhạc xem nó đánh lực hay không ha. Đi đâu cũng tiện, tiết kiệm mỗi ngày lên đến 10% trong khung giờ từ 9 đến 16 giờ. Đặt xe ngay. Dù lòng nặng nỗi đau, hỏi tại sao ta không thuộc về nhau. Nói đi là đi, em quá vô tâm rồi. Đến nhanh vội đi nhanh, hãy mở bờ lối để em rời xa anh không còn ai nữa đâu. Lối về mình anh vẫn thế. Thank you.
đó nó phải đánh như thế, màng nó phải bung như thế, cà cờ nó mới thoát tiếng được ha. Cà. Giờ mình test nhẹ ha, test nhẹ tiếng cà thôi. Về cái tiếng ca và tiếng tiếng nhạc thì nó rất đặc biệt ha, rất là đặc biệt. Chưa có anh em nào mà chơi khi mà sử dụng với cái dòng mạch này, với cái đúng cái lò này ha, thì âm thanh vô thùng là tuyệt vời luôn ha, khẳng định như thế ha. Ok, kết thúc bây giờ thôi.